Hoàng thân Philip đã dành tình yêu cả cuộc đời để ở bên nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Phải lòng nhau. Câu chuyện tình yêu như chuyện cổ tích của hoàng thân Philip và nữ hoàng Elizabeth đệ nhị bắt đầu từ năm 1934, khi hai người gặp nhau tại một lễ cưới hoàng gia. Ông Philip và bà Elizabeth là họ hàng xa và đều gọi nữ hoàng Victoria là bà sơ. Cuộc trò chuyện đúng nghĩa của hai người diễn ra vào năm 1939, khi công chúa Elizabeth 13 tuổi đi cùng cha mẹ đến thăm trường hải quân hoàng gia, nơi chàng Philip 18 tuổi đang là một học viên. Trong khi Elizabeth được dạy dỗ, giáo dục trong lãnh thổ Vương quốc Anh, ông Philip lại có một tuổi thơ biến động khi phải thay đổi chỗ ở nhiều nơi và sống xa cha mẹ. Trong Thế chiến thứ hai và sau đó, cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau và đến tháng 7 năm 1947 chính thức đính hôn. Ban đầu, Hoàng gia Anh không ưng bụng vì gốc gác Đức của ông Philip và muốn tìm người khác phù hợp hơn. Theo đó, chàng di quan trẻ bị cho là người thô lỗ, cục cằn và còn đa tình. Tuy nhiên, mối quan hệ của cả hai cuối cùng được chấp thuận và tiến tới hôn nhân. Hôn lễ tiến hành vào tháng 11 năm 1947 với 2.000 khách mời tại nhà thờ Westminster Abbey. Buổi tiệc tại điện Buckingham với chiếc bánh cưới cao gần 3 mét. Những người chị của ông Philip, lấy chồng là các hoàng thân ở Đức, không được đến dự hôn lễ. Bản thân ông cũng phải từ bỏ tước vị hoàng gia Hy Lạp và Đan Mạch, được vua George VI phong làm công tước xứ Edinburgh trước khi cưới công chúa Elizabeth. Ngoài ra, ông Philip còn phải hy sinh nhiều thứ vì bà Elizabeth như cải đạo từ chính thống giáo Hy Lạp sang Anh giáo, bỏ thuốc lá trước khi làm hôn lễ, theo AFP, hy sinh vì gia đình. Chúng con cư xử như đã thuộc về nhau nhiều năm rồi. Philip là thiên thần và anh ấy rất tử tế chín chắn, công chúa Elizabeth viết trong thư gửi cha mẹ sau hôn lễ. Chỉ một năm sau, cặp đôi đón chào thành viên mới trong gia đình là hoàng tử bé Sắc Ly, người hiện là thái tử. Ngoài ra, cả hai còn có 3 người con. Gia đình nữ hoàng Elizabeth II vào năm 1952. Hai em bé được bế là hoàng tử Sắc Ly và công chúa Anne. Trong những năm đầu, ông Philip tập trung vào sự nghiệp quân đội và làm chỉ huy một chiến hạm của hải quân. Gia đình sống tại Malta từ năm 1949 đến 1951. Tuy nhiên, nghiệp nhà binh của ông Philip kết thúc vào năm 1952 khi vua George VI băng hà và công chúa Elizabeth kế vị ngai vàng. Thật là sự thất vọng vì tôi chỉ vừa được thăng hàm chỉ huy. Thực tế, phần thú vị nhất của sự nghiệp hải quân mới chỉ bắt đầu, ông Philip nói trong cuộc phỏng vấn năm 2011. Nhưng bù lại, nếu tôi ngừng lại và suy nghĩ về việc đó, việc kết hôn với nữ hoàng, tôi cảm thấy bổn phận đầu tiên của mình là phục vụ bà ấy theo cách tốt nhất có thể, hoàng thân Philip nói. Bí quyết hạnh phúc. Nữ hoàng Elizabeth nói rằng phu quân là sức mạnh và là chỗ dựa của bà. Theo các sử gia, nữ hoàng từng nói nếu bà là người đứng đầu đất nước thì ông Philip sẽ là người chủ của gia đình. Từ khi ông Philip nghỉ hưu vào năm 2017, hai người thường phải xa nhau khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị tiếp tục các công việc hoàng gia. Tuy nhiên, trong đại dịch Covid-19, cả hai được bên cạnh nhau tại lâu đài Windsor. Trong bài phát biểu kỷ niệm 50 năm ngày cưới, ông Philip tiết lộ bí quyết hạnh phúc hôn nhân đó chính là lòng khoan dung. Điều đó có thể không quá quan trọng khi mọi việc diễn ra suôn sẻ, nhưng nó tuyệt đối quan trọng khi mọi việc trở nên khó khăn, ông Philip nói.